Rồi. Đúng, 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 hợp lý. Mình thấy giữ an toàn 5K nha cả nhà. Cái này dịch bệnh nguy hiểm. À, giờ mình mời cả nhà vô quan tâm với mình cả nha. Ông ăn được 3 món rồi cả nhà. Điều cái này mình qua, mình cho nó qua đây nha cả nhà. Ông ăn rồi. 1, 2, 3, mời cả nhà nha. Lắm. Làm cái nữa. Hello cả nhà nha. Hello cả nhà. Cả nhà à. Hello. 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 Ta làm gì nè, hay gì? Rồi tiếp tục, tiếp tục. Rồi tiếp tục đây. Thì chào mừng cả nhà trở lại với anh em mình nha. Thì cả nhà bữa nay nói chung là chị bán về, về cũng hơi chị trễ. Đó. Sẵn dọc đường mình nghe mình có mua với cái nữa là sáng hai anh em có suy nghĩ ra trò chơi, có coi trên mạng á, cũng có mấy coi mấy trò chơi cũng thấy nó hay hay. Ho không hả? Hay mà có ho không? Không hay hà, ho cái này vô chổng ở à, cái này ho cái là bị xúc đi à. Rồi tiếp tục đi. Đây là mình cũng thấy có cái môn trò chơi cũng thấy hay hay nha cả nhà, hôm nay bắt trước làm theo cái coi. Cả nhà biết cái này chơi gì không? Chơi là chơi gì? Cái này người ta kêu là trái quýt. Ấy mình là kêu là trái quýt nữa nè. Còn hai chữ nữa, Sama sau lưng nha, để kêu đó trái quýt tầm bậy ra thì cần chết. Quýt Sama nghe cả nhà. Sima. Si ha. Quýt Sima. Còn cái này là chấm nha cả nhà. Sima. Cái này là khô mực nước. Cái này là cua hoàng đế. Cua lửa. Cái này là cua lửa. Cua lửa. Còn cái này là tôm Alaska đó cả nhà ơi. Tôm hùm Alaska, cái này là muối ớt. Hay là bánh kem. Mấy anh em mình cũng chơi thử trò chơi đang hay gọi là gì trong trên giới anh em mà trong mạng đồ nó hay gọi là trò chơi nhân phẩm gì đó. Thì bữa nay mình cũng chơi hên xui thử là mấy anh em mình cũng có 6 cái lá thăm. Tương đương với 6 ăn cả nhà. 6 lá thăm thì cũng tương đương với 6 cái phần ăn này nha. Đó. Thì anh em mình chơi là sấm xì. Nó sấm xì bánh tù tì á. Nếu mà hai anh em người nào thua bắt một lá thăm đó, rút ra thì cái trong cái lá thăm này nó có để ví dụ là cua thì cái người thắng á được ăn, được ăn. Cái người thua thì chỉ được phép ngửi thôi à. Vậy thôi, thì trong cái thể thức cuộc chơi là như vậy nha cả nhà. Mình chơi là mình hửi nha cả nhà, chơi là mình hửi thôi nha, hửi giống như hít vậy đó. Ừ. Mình hít hít đi, hít im hơn hửi. Hít mạnh hơn hỏi. Hít kìa cả nhà. Mình giờ mình không có hửi, mình hít nha. Giác này mà, mạnh giác này mà thí dụ có ai mà giải tán đám đông hít hít cho mạnh lên đã. Không được ruột. Không được hô hấp, được ruột. Rồi giờ anh em mình quánh tù tì nha cả nhà. Rồi giờ anh em mời cả nhà vào cuộc chơi với anh em mình nha. Đây là cháu lao thăm. Vô sấm xì nha cả nhà. 1, 2, 3. Ờ, ra sao đàng hoàng nghe đồng lưỡng à. 1, 2, 3. Rồi mình thua. Mình sẽ bóc cho ông ăn nha cả nhà. Mình được ngửi cả nhà ơi. Đây, để ông này được ngửi, mình được ăn nha. Ta thầm này. Ngon lạnh rồi. Sima cả nhà ơi. Ngon lạnh, ngon lạnh. Rồi bây giờ tôi sẽ hửi một phát. Mình chơi cho bự. Chỉ là này. Là đây, trong mấy cuộc chơi là thí dụ chỉ hửi một cái rồi là mình ăn thôi nha, chứ không phải là một dĩa hai trái vậy là mình ăn hết hai trái nha cả nhà, ăn lòi con mắt luôn á. Giờ mình chơi tới giờ ghiền mình cái sao. Cái này ăn đi tiếp. Cho kìa, cho ông ăn cái này nè. Rồi ông gửi khi tôi ăn rồi. Đừng có ngu. Rồi giờ đợi giây lát cho ổng ăn hết nha cả nhà. Đây cái gục nó là như vậy nha cả nhà. Mình sẽ tách nó ra, nó mình sẽ bóc cái vỏ nó, mình sẽ bóc cái vỏ nó ra, hay còn gọi là cái lột cái vỏ nó ra nó. Cái lột đó. À. Nó chơi với cái này mình biết ăn. Hồi sáng tôi tính đâu không biết ăn luôn, buồn cái này ai không biết ăn. Cái nhà trái này nó chua lắm cái nhà, nó chua như là chanh á, nhưng mà nó hơi ngọt hơn tí nha. Wow, trái này mà chua. Là thử miếng đi. Ăn hoài à. Nuốt cái hột luôn.
con cái mấy anh nhỏ mà chưa biết ăn á, mấy anh thấy vàng vàng này là ăn vô cái nó sành sệt sệt á, mấy anh sợ lắm. Mình ăn được. Ừ lắm. Chứ mình biết ăn. Làm cái này thơm ngon lắm bộ. Làm vô, nuốt cái hột luôn. Vô cái nha cả nhà. Dứt cái hột luôn. Não cái hột. Mình bóc đá mình thử ổng ăn thấy thèm quá. Ngay cái gớp. Ngay mình cái gớp anh. Cái hột hả? Đau. Nuốt cái hột luôn. Trời nuốt cái hột luôn. Trời nuốt cái hột luôn. Mình gây gõ nét mình nuốt hộp luôn. Ừ. Hộp này là cái hộp nhỏ, hộp bự ngầm á. Đi không? Thấy thèm quá cho miếng. Cho miếng. Thấy thèm quá. Thôi không ra. Thôi ăn đi. Ăn đi rồi. Kìa quá. Trời ơi, xin lỗi nha, chứ không phải kiếm ăn không ra, mà đặt ghê quá. Ăn ghế đi, ăn ghế đi. Ăn ghế đi. Ăn dù phải từ từ, ăn thưởng thức chứ cả nhà. Thức nữa. Nạo từ từ nữa nha. Thôi bây giờ mình sẽ ngồi mình đợi ông ăn. Ông hết tổng tay ông bóc cho mình ăn nữa nè. Cầu mong là sẽ vào cua hay là mực. Đừng vô tôm cái nhà ơi. Vô tôm rồi. Đừng vô tôm nha, mình ghét ăn tôm lắm. Tôm gì ờ, quên nó, mình ghét ăn cua lắm. Ghét ăn cua thì ghét mực nha cả nhà. Vô tôm với cam. Cam nữa. Ờ. Tôi khoái ăn cam với ăn tôm lắm. Rồi qua đây nè, đừng gánh quảng qua vô khác. Cái bếp dàn xe. Ăn cái này nó phải vậy rồi. Nó là nó đã vàng từ từ lúc thở bé, nó sẽ đã sinh ra là nó đã vàng. Cái này mà quay sinh tố ngon nha cả nhà. Nói chung là ăn nó giống như khoai lang á. Ngon không khoai lang? Ừ. Ngọt hơn khoai lang. Ngọt hơn khoai lang. Khỏi nấu. Khỏi nấu luôn. Khoai lang bắt nấu nha cả nhà. Nhỏ rồi học là hay. Người ta hay trồng trước cửa nhà. Đi ăn cắp. Ừ, hay lấy dép nó khoan á. Đi ăn cắp. Lấy dép nó chọi á cho nó rớt xuống. Mà rớt xuống làm cái bẹp như chụp bẹp á nhìn thấy ghê. Nhà ngính nhìn thấy ghê không? Ăn đi chú ơi, ghê ớn quá. Ghét đi. Ăn nhanh lên. Ừ. Là không, nó vàng vàng nè. Ăn nhanh lên. Húp nút cho hết cái dạng luôn, cho trả cái hộp, đưa cái hộp ra cho cả nhà tôi xem. Biết cái hộp nó ra sao. Hợp lý không? Hợp lý không? Hợp lý không? Ỉn. Chưa nữa, núp nữa, núp nhiệt tình vô. Mút, người ta kêu là mút. Ông nút thôi, ông nút không nhẹ nha. Núp núp chật chật thôi. Rồi. Bây giờ mình à giờ tiếp tục cái ổng lắc cho mình xong lắc. Đó. Bây giờ tiếp tục. Ủa, là... đáng đi ra là ông phải cái ông chứ. Mỏi một vòng mình xem xị cái ha. Rồi, giờ đi mình xem xị ngay cái nha. Chứ không lẽ ông bắt tôi ăn hoài đúng không? Rồi. Bây giờ anh này ra phải không? Bỏ cho nó qua đi. Cho qua. Cho nó qua luôn. Cái này một phần qua nha cả nhà. Qua. Rồi. Hai. Gì dạ. Cái nhà nhìn rõ nha. Hai. Ba. Ba. Rồi. Ủa gì là tôi bóc không ăn nữa hả? Ừ, ai biểu em thua vậy nè. Tôi thua mà. Tôi thua bóc không ăn nữa hả? Trời ơi. Kìa. Bạn chỉ có quyền thử thôi. Vô vô. Ớt nha cả nhà, tôm hùm với cái nhà. Quay lên cho người ta coi cái số. Trời ơi, bánh kẹo luôn cả nhà ơi. Nhân phẩm cao thế. Thôi khu ra đi. Quay lên cho anh đã thấy cái thôi cho cả nhà. Nãy giờ thôi. Hai lần này nè. Ừ, quay lên cho anh đã thấy rõ đi. Thấy không, cái là bánh kem nghe nè. Ờ, giờ khu ăn bánh kem đi chút. Cái này có cái mình thích, cái ông nghĩ ăn luôn nè. Ông đâu dám ăn đâu. Gì không nào. Ăn vỏ luôn hả? Bút. Bút bút bút. Rồi. Bút ra rồi, bánh kem ra rồi. Nó chỉ còn có 5 món mà đưa mình cái ngồi ngay đến này cái đã nha. Cho nó qua bên đi. Đây. Hết ra. Hết ra. Cho ăn cái miếng được không? Cho ăn cái miếng được không? Rồi, rồi bánh cần kem. Cái được. Không có được. Không có được, bánh kem không biết nhau, thích nhiều quá nó mất cái mùi thơm. Nè. Cái này còn dưới bánh kem là thích đi. Ừ, thích cho đỡ ghiền. Thơm quá cả nhà. Mùi kem không giống mùi kem quá nè, tặng nè. Thôi không ăn, mình có cái nhân cách của mình nha cả nhà, mình không ăn đâu. Không ăn thôi, mình làm miếng nha cả nhà. Muỗng đâu rồi? Đâu có muỗng đâu. Ăn cạp luôn, quên hồi nãy mình nấu cạp đúng không? Ăn miếng đi. Quên nữa, cái này mình qua đi. Cái này muỗng nó kem ăn được kẹo đúng không? Đúng không? Rồi làm luôn cả nhà. Kẹo kẹo cắn cái trái tim ngon quá nha. Im không? Kẹo gì á? Tự nó tan từ từ à? Kẹo sô cô la đó. Ừ.
trái sầu riêng. Trái sầu riêng. Có gì nó có hộp nó. Nhanh lên. Nhanh lên. Làm nhanh lên. Ừ. Nhá hộp. Ừ. Giờ nó tiêu nhỏ rồi. Cái này trái gì lạ ta. Ừ. Ngon quá. Ăn ra. Làm miếng nữa. Ngon quá. Làm miếng cho ăn. Cho ké miếng nghe chú. Làm thấy đẹp quá chú. Vô cả nhà mời nhà bánh em mình nha. Cho thử miếng. Cho thử miếng đi. Hít cái. Đâu rồi nó nắp đâu? Thôi nắp không em, nắp hết mùi rồi, nắp. Còn miếng kem á. Không mà nắp thử hết mùi rồi. Rồi làm đi. Dặn rồi. À, ăn ghế rồi chú. Về nữa tôi liếm. Thôi mình xin gác này qua bên nha cả nhà. Đó, giờ mình qua món mới đi chút xíu nữa cái mình làm luôn. Để cái thời gian cuộc chơi nó dài quá, clip dài quá anh coi nó cũng chán nữa mày. Rồi, giờ mình tiếp tục cái nhà. Đó. Cái này là của mình, mình dạ. Để bên đây dạ, chứ. Dạ, dạ, ok, ok. Đó, hai món của mình. Ok, mất phê, mình vẫn chưa được ăn gì cả nhà. Vô. Khoan là liếm cho kem mấy không? Vô. Ghét kem nha. Ghét vô. Vô. 1 2 3. 1 2 3. 1 2 3. Là à, bây giờ sóc đây, bây giờ sóc đi tôi góp. Vô cái vô này hay vô cái này cũng được nha cả nhà. Đừng vô kia cả nhà. Vô ớt rồi cả nhà. Vô ớt rồi cả nhà ơi. Làm chú. Làm biết rồi. Lỡ ăn chọn 6 món luôn. Được đi chàng đó. Để lần không cái vô cái nè. Nè để mình đưa tới tay mình thử cái nha. Mình tôi hử. Ơi muốn ớt chơi chấm ớt một. Chấm luôn. Rồi. À, ông thử là phải hít ngay chân cái chỗ này nè. Rồi à, chấm muối ớt thì phải thử ngay muối ớt nha. Đi chứ. Ai để khác vô thử là rồi. Rồi đó ổng ăn nha. Rồi để đi mình chấm cái khác đang nha. Để hôm nãy chúng có mỗi rồi. Đúng đúng hợp lý, mình phải giữ an toàn 5K nha cả nhà. Cái này dịch bệnh nguy hiểm. Đó, giờ mình mời cả nhà vô quan tâm với mình nha. Ổng ăn được 3 món rồi cả nhà. Điều cái này mình qua mình cho nó qua đây nha cả nhà. Ổng ăn rồi. 1 2 3 mời cả nhà nha. Lộng. Làm cái nữa. Ớt cho tôi ăn với 3 món rồi cả nhà, mình chưa vẫn chưa được ăn nha cả nhà. Đâu á? Đúng thật. Uống nước nữa. Cho tôi uống với. Dạ. Cho tôi uống với. Cho tôi bây giờ mình uống nước đỡ cả nhà, mình chưa ăn được gì chứ. Dạ cả nhà vô cái món này ăn đổ á. Còn vô tranh cái nữa nghe cả nhà. Vô tiếp tục mình vô cái món thứ ba này, mình vô cái mình thắng rồi, mình ăn cái này lỗ á, món thứ ba này lỗ, mình thua quá trời cay à. Trời ơi mà 6 món luôn, cay quá trời cay rồi. Trời múc không có nước nữa không trời. Vô xuống không hay là lên, trở lên đi cho tất cả. Cừ trong cừ sặc cái phun đầy đó chứ. Ngậm cái nhà ngậm cũng đó. Quá kỳ khai à. Ra lửa, ra lửa. Dạ. Chưa. Chưa. Chưa ha. Rồi cô chú để bánh luôn đi. Nhìn gâm. Còn như đây nghe cái nhà mình giờ sát vô nghe cái nhà. Cho nên mình hủi. Mình hủi nãy giờ 3 món rồi đó. Hủi không à? Chơi mà hủi thôi. Rồi chén muối ớt này hồi tới ông hủi nữa nè. Hủi muối ớt hả? Ừ. Vô. Vô. Bây giờ bánh tù xây. Tiếp tục bánh tù xây. 2 1 2 3 1 3 Mình vẫn thua cả nhà luôn. Bây giờ còn món cái canh nha cả nhà. Ê khoan. Hỏi người này tôi không có khi dễ không nha, ông đừng nói sự xỉ nhục ông nha. Sao? Mà hồi nhỏ có chơi bánh tù tì á? Có, nhưng mà tại sao không đua hoài mình không biết. Rồi giờ lắc đi mình. Hồi nào giờ không biết, chỉ biết xài cái kéo với cái bao mà chứ không biết xài cái búa nữa cả nhà. Người ta là tùy phong thủy mà người ta chơi. Mà không hợp phong thủy nè. Biết xài cái giếng không? Biết. Mà không giờ cái giếng. Giếng là sao?
ủn đó mà cái giếng chứ cái gì ngón tay dịnh nhau vậy cái giếng. thôi giờ để cả nhà chờ lâu không mình lắc đi. Thôi giờ tiếp tục cuộc chơi cuộc hành trình cả nhà. Vô cái này nha cả nhà, vô cái này cái vô cái này nha cả nhà. Nè nhất là chanh này nghe cả nhà, phần chanh đó tôi bao thưởng cho ông luôn á. Mực ơi, ổng như mực rồi cả nhà ơi. Rồi vô. Ủa? Hả bữa nay vậy là ông ăn hết rồi đó. Bữa nay về không có gì chưa hả? À, chưa ăn được ăn gì hết, mình chẳng đói nữa nha. Giờ mình thử ngay nha. Rồi ăn đi. Nếu mà ăn cái gì á ăn con này. Ăn này đi con đó nãy thử rồi. Con đó nãy không thử không đừng dụ tôi. Cho qua nghe nha. Nó ra rồi. Nó ra rồi, giờ mình mời cả nhà. Đó, giờ mình vô với cả nhà con mực này cái mời cả nhà vô cái nha cả nhà. Ông bốn món rồi đó cả nhà, mình chưa được ăn gì hết. Còn cái cuối cùng mà đưa mình đi chỗ cái chanh này nữa mình xỉu luôn. Trước tiên là mình làm cái rau mực cái nha. Cái này không phải mực mà khô mực rồi. Hành con khô rồi. Khô mực rồi. Hành con khô. Ngon lắm luôn á. Mới ăn ớt thôi mà khô mực nó ngon gì đâu, nó ngon không? Đỡ cay lắm á. Đỡ cay. Thôi ăn đi, đừng chập cái nữa. Nè, đi qua nè. Hết miếng à, hết miếng. Hút con này không? Thôi, rồi, hết đó. Con đó mới thơm. Mà đâu có cho hít được nữa. Hít được vòng à. Con đó mình hít hết thơm rồi đó nè. Còn không ăn nó mới thơm. Hết giết muốn ghiền luôn. Bữa nay chơi nhân phẩm sao mà tôi có ăn hoài đó. Ăn hai trơn. 6 món ăn nãy giờ 1, 2, 3, 4 món rồi. Còn này nghe nè, còn hai con vua này trường mình nha. Cũng với trời à. Dài nè, vô hồi tôi lùm 2 con được cho coi. Biết đi, cho miếng đi. Gì? Cho miếng. Giờ thì ăn nè. Này thì đưa sao ăn. Đó nó giòn lắm á. Sao ăn cả nhà, nếu sao cho ăn này sao ăn. Thôi bỏ đi. Vô cả nhà ơi. Ăn đi, ăn nhiều thịt thôi. Ăn giờ xong mình gắp qua một bên nè. Đó. Giờ mình dẹp món thứ tư nè. Để thôi thì ăn. Nè. Còn hai món này nha cả nhà. Hai món này là hai món quyết định nè, quá ngon luôn nè. Con cua bóng lọng luôn cả nhà ơi. Chỉ còn hai lá thăm sẽ thuộc về ai. Âm thấy hai cua làm gì. Giờ mình tiếp tục cuộc hành trình nữa nha. Giờ vô nữa nha, mình xíu xì cái nữa nha. Ông ăn 4 món, mình chưa ăn được thì hết, mình vẫn đói. Vô. Bây giờ sao? Biết cái búa chưa? Thử ra cái búa rồi. Thôi, vô. Cái đá tới chứ. 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Một hai ba vẫn thua. Mình đi canh như kéo mình vẫn thua kìa. Làm như cái hai con tay nó thần như vậy á sao cả nhà ơi. Canh như kéo đi ra cái bao lại kéo nha. Chào cả nhà cái quen hay những thần như còi ra kéo. Ngon vô. Dạ, lắc đi, giờ vô cái chanh cái nha cả nhà. Vô cái nhà cả nhà ơi. Vô cái chanh cái nha. Cua. Còn chanh với cua thôi. Siêu. Vô. Cua nè, tôi thấy cái chữ rồi, biết cua, đừng cãi tôi, cua. Cua biển. Chanh cả nhà ơi. Vô chanh rồi. Vô. Còn món sao mình lụm nha cả nhà. Vô chanh. Ủa vậy là ông. Ủa vậy là ông lụm hai cô đó còn nhiêu đây là ông chấp tôi rồi hả? Đó, là ông ăn hết rồi đó. Ông ăn 5 món mà đã có 1 món đúng không nha? Nguyên cái bàn 6 món. Rồi, đó lụm lên. Nguyên cái bàn chanh. 6 món mà ông lụm hết mình lụm hết 5 món rồi cả nhà ơi. Chanh nó cũng đã ra rồi mình cho qua cả nhà. Thôi làm miếng đi. Thấm ruột đây. liếm dẹt kẹo ớt gái cả nhà. Mời cả nhà vô mình nữa nha cả nhà ơi. Chảy nước miếng là đơn chú ơi. Mình chưa được ăn gì hết luôn. Đau à. Đau thấm bảo quá cả nhà ơi. Mua lạ luôn chanh mà ăn nước. Đó bây giờ chỗ mình không à, mình là 5 món thôi nè. Ông 5 món rồi cả nhà ơi. Còn món tiếp theo. Tiếp tục. Để đi. Vô 1. Để đi cả nhà đợi lâu quá rồi. 1. Bỏ tay ra coi. Vô 1. Mày có mặt kia vô coi. 2. Vô 1. 2. 3. Vô. 2. 3. Vô. 1. 2. 3. 1. 2. 3.
một hai ba nhỏ này chơi vậy vậy một hai ba mình đỡ rồi thấy không cả nhà, ông bước năm phố là còn món cuối là của mình đấy chứ. Giờ cho bây giờ mình thử cái này, cho mượn con nhỏ thử rồi chơi kỳ dài, cho mượn con nhỏ mình thử chơi kỳ lửa trời. Thôi con đây con nói đẹp không này đổi đi con nào con đổi đi con này đẹp hơn con này nó bị gãy càng rồi cái trời nè thử đi thử cái này nè thử cái càng đó thôi thử đây đi thầm không thôi gần nha thôi gần nha thôi thỏ cua này chết nào cua chết rồi cua luộc nãy chết queo nhỏ rồi thôi giờ mình vô cái nè cua chết nào á chết ngàn kia nè ừ thôi ai làm chết nào á nhà ơi chết chết mình ăn nghe nè con gình nè mời cái gà cái càng nha đợi mình tí mình cắn ra ra đó năm món hả chú để muốn cuối chừa tôi ăn với để ăn hết đói để tôi đói sao được ủa ăn cua là phải cắn đi hả ăn cua là nhai vỏ luôn ông tôi gan tôi yếu ra không được ông cho tôi mượn cái càng này tôi chỉ cho ông ăn khỏi gần nhai vỏ mời cả nhà nha ông bỏ vỏ nó uổng lắm thiệt tôi bị ăn vỏ không được đưa cái càng mới cho tôi nhai vừa thịt vừa ấy tôi nhai chỉ cho ông ăn nè thiệt ngọt quá cả nhà quá trời luôn ông ăn vậy ông bỏ vỏ uổng lắm á cô mới ngoài biển đem vô quá trời nè nói chuyện đây nè ông đưa đây chỉ cho ông ăn cả tôi ăn cả tôi đã rồi nè cái mặt ăn không muốn đạp lọt xong năm món rồi cả nhà mình mới được ăn nha cả nhà năm món mới được ăn hả đúng rồi thấy đưa lên rồi lên đời luôn mình đợi trời đầu clip bây giờ vô cái nhà đã quá đưa càng ngay đưa chỉ ra thịt tươm thịt ngọt ở cua này vậy mà chắc thịt dữ ha chắc chưa phải chắc chứ không thì chắc thịt cả luôn á cả nhà tưởng đâu cua nhỏ không chắc thịt ai thịt quá trời nha thịt chắc hơn thịt tôi nữa không phải không cắn không có nước không chứ mà cua bự mình cắt vô là nó bợp nó ngọt lắm cả nhà cua này không có nước luôn nè cua đá mà ghê ừ. Đó không cái càng kìa càng rồi tắt không có nước luôn á vô cả đã gì đâu ứa nước miếng vô cái nhà nè, làm cái càng lớn này nha nè nhìn mặt luôn ngồi đã để tí đi ăn rồi tiếp tục đừng đụng nè đụng nhúc nhích ăn được đào cái lỗ xong luôn bây giờ vô nhà ơi. Cái càng của mình nó đã ngon thì cái mình ai, ngon ai, cua, nào cua này thường nó đông cua này ngoài biển ngoài mà xa ở, quá ở ngoài biển mà ở dưới nước hay trên bờ ở dưới nước hả ừ. Nó cũng ở trên bờ nữa có ở trên bờ không có vô trời nhà ơi nãy giờ mình ổng ăn mình đâu nó làm gì đâu có tôi hỏi ông mà cua nó dưới nước hay trên bờ tính cho ông xuống nước nè ô cua có gạch luôn cả nhà ơi cua có gạch luôn nghính thịt không kìa cua có gạch luôn cả nhà vô bẻ mấy thằng mời cả nhà cái nha ăn cái mình cái đi trời nè lụm cu cái theo như tôi ăn cái mình trước cua quá mà ăn cái mình đi hồi mình có ngán mình ăn hết cái mình rồi mình mời cả nhà miếng cua nha cả nhà còn mấy cái bơi không gỡ trời ơi ăn đi nó lợi tiểu thôi lợi tiểu ăn mấy cái bơi cua nó lợi tiểu biết lợi tiểu là do người là mình đi tiểu phải ha nó phải không biết lợi tiểu quá trời thôi. Là nói chung là mình tốt cho cái đường tiểu mình tốt nước đá á vô cái nhà trời uống thấm gớt gặt luôn cua thịt thiệt luôn á hết cái gặp này nè ngọt lắm ngọt luôn nha xin phép cả nhà để mình nhờ ông bạn hàng xóm này về giải tán đám đông cả nhà chỗ mình đang ăn thịt nó ngọt lắm ngọt luôn cả nhà chắc thử thịt thiệt không thịt lắm luôn rồi làm miếng chút làm miếng thử luôn rồi đã cả nhà em lâu được món cuối cùng mình hốt của chót cả nhà trời cũng đã thầy cua không biết ăn đường nào luôn nè chỗ thẳng thịt chứ không biết đường ăn luôn nè còn không kêu ăn cái mình trước đi còn mấy cái que mất quá rồi mình ngán mình bỏ cái que cũng được cái mình để em thôi ăn mấy cái que vô cả nhà ơi nhai nuốt luôn nuốt không được đâu trời còn thịt nhóc hết bỏ trời ơi phí mình người bán cuộc mình làm sao cũng được cho nó nhà ăn nhiều quá nó ngán
Bắt đầu anh chú. Năm món mà đâu mặt mình món được á. Bổ lắm luôn á. Làm cái này nha. Xin lỗi bạn với mình còn khô mực rồi bạn. Ăn đi, ăn là ăn đi. Nhưng mà mình đang thua thôi, để bạn ăn đi, mình ngồi nhìn miệng. Đúng không? Hợp lý không? Nãy mình ăn bạn nhìn miệng đúng không? Thấy không? Trời ơi, con cua nãy giờ tôi ăn 5 món đấy rồi. Sao món ăn 5 món rồi bạn ơi. Cua ngon hơn. Còn hỏi thầy cái thịt nhiều đặt thịt mình luôn á, đặt luôn hả? Thịt nó đặt mình luôn ngay cái nè, muốn ăn rồi gồ gồ cái tôi giả cái mỏ liền á. Gồ gồ không ăn còn hết gồ gồ nữa, thơm mới à, hương vị của trứng hắn. Người mình làm cái ngon. Vét vét vét. Làm miếng gạch nữa nghe nha. Húp cái mùn cái kìa. Ủa lộn cái mai. Húp cái mai cái. Vét vét gạch mai cái mai cua cái. Ừ. Ồ hết bọn gạch luôn. Ồ gạch dữ lắm nữa nha. Sữa chứ phải gạch. Mà cái nè, dữ lắm nhiều luôn á. Muốn gọi sữa luôn à. Cua không, cua, cua nhỏ mà như là cua này ngon bán lắm ngon cả nha. Cua nhỏ bán gì ngon á. Ý. Cua gạch mà. Mình đâu biết cua gạch đâu, nhưng mà y nói cua gạch. Rồi sao nó không gãy? Gãy rồi. Vô. Đó. Vậy cái đó người kêu người ta nói gì? Giống như mà chơi bài cấp tơ vậy, cả nhà ta nói gì? Cái đá nằm láng á. Dứt cái này cái nó y vậy luôn. Mà cái nhà nè, vô nè, cái nè, 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 nhìn kỹ nè. Cái sữa nó muốn lột rồi nè, thấy không? Cái nhà nó muốn lột sữa luôn đó nha. Nó muốn lột rồi cái nó cái mai nó. Thôi mình vô cái nhà nha. Mời cả nhà nha. Béo bao nhiêu tinh tế gom vậy trần chú ơi. Trời ơi phải rồi nè, nguyên cái cục ship đó nè. Mình đã bỏ ra từ trước rồi cả nhà. Để ăn biết bự lên. Cái cắt nó luôn còn sữa không á. Cái mai non á. Đúng không? Làm luôn. Vét cái cạnh chưa, tao dứt cục chip ra cái. Vét cái cạnh nó luôn. Dứt cả cái đi, đây. Trời ơi, nãy giờ lụm nguyên cục chip bành kia còn cục chip chút xíu lên dứt ra mà đặt làm màu. Thằng ơi. Bây giờ mình vô cái nữa nghe cả nhà. Mình vô cái nữa mình xin kết thúc video nha cả nhà, mình cũng hết trò chơi, cũng hết món ăn rồi. Với còn là... nữa, còn nữa. Còn ăn gì nữa? Còn ăn giọng. Ăn đạp nữa. Ờ, ăn đạp với vô cái nhà. Vô cái trời. Làm giống ngậu, giống đàn ông, giống ngậu, túng túng hai cái giò lại kìa. Đúng á. Hương vị của sung sướng á. Ngon quá cả nhà. Đó, thôi bây giờ mình xin phép cho nó qua bên nha. Giờ này cũng tối rồi. Thôi mình kết thúc video ha. Ừ. Ăn, ăn nữa đi, trời ơi gấp gì, sớm mà. Đáng hồi đem về, bỏ bọc đem về tủ để mưa nha. Nè cái này đưa đây, đưa mặt đây tôi để dành này ra để dành đó. Thôi đây. Thôi. Cũng đói rồi. Thôi nói chứ cả nhà giờ cũng đói hù rồi cả nhà. Cũng nói chung là giờ cũng nằm mấy rồi. Phước phước mình rồi. Thôi anh em mình xin chào tạm biệt cả nhà, kết thúc tại đây nha cả nhà. Nếu cả nhà có yêu mến anh em mình, hãy cho anh em mình xin một like, một lượt chia sẻ, nhưng chia sẻ nhiều nhiều lên cho cả nhà cùng xem nha cả nhà. Ơ đăng ký và bấm cái chuông bên cạnh giùm anh em mình với nha. Chia sẻ cho mọi người cùng xem thật nhiều nhiều vô giùm anh em mình với nha cả nhà. Nhiều luôn. Xin chào tạm biệt cả nhà nha. Bye bye. Bye bye.